chào các bé! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc cuốn sách Lễ hội Mùa Thu của 10 chú ếch nằm trong bộ 18 cuốn sách e-hon Nhật Bản 10 chú ếch nhé! Ngày mai là lễ hội Mùa Thu ở Đầm Quả Bầu. Kiệu ở đền ếch ộp được khánh ra ngoài sau một năm tròn. Ốp ộp đẹp quá kiệu băng vàng 10 chú ếch sinh ra vào mùa xuân sôi nổi bàn tán. Phải rồi, phải rồi, dù gì thì ngài thành ếch trang trí trên nóc kiệu cũng là báu vật của đền ếch ộp mà. Ông ếch lớn tuổi nói. Thế nhưng, thế nhưng, sáng sớm hôm sau, ộp ộp, nguy rồi, có ai, có ai đến đây mau. Nghe thấy tiếng kêu của ông ếch, mười chú ếch mở choáng mắt thì. Xem này các cháu, ngài thành ếch mất rồi. Phải rồi, biến mất rồi, làm sao lại mất được nhỉ? Các chú ếch thử tìm thật kỹ càng khắp nơi thì ộp có dính bùn ở kiệu này, ộp ộp có bị ngả dạp ra, nhìn này, nhìn này, có vật này bị rơi này, mánh và dài, lại nhọn nhọn nữa. Vậy thì đây là cái gì nhỉ? Cái gì thì cháu không biết, nhưng chắc chắn là ai đó đã đánh cắp Ngài Thánh ếch đi rồi. Đây chắc hẳn là một đầu mối quan trọng. Hơi... Ngài Thánh ếch bị đánh cắp thì... Ông ơi phấn chấn lên nào Bọn cháu sẽ đi tìm thủ phạm Chúng cháu sẽ mang Ngài Thánh ếch về Mười chú ếch lên đường Đầu mối là một vật mảnh Dài nhọn nhọn À Dâu của bướm cũng mảnh Dài nhọn nhọn Bướm ơi cậu có biết Ngài Thánh ếch không Ngài Thánh ếch á à? Chả tứ không biết đâu a à, lông của sâu gióm cũng nhọn nhọn đấy Sâu gióm ơi cậu có trông thấy Ngài Thánh ếch không thánh ếch à, tứ không thấy không thấy. các chú ếch đi tới tận bờ sông, thấy các chú nhện nước đang bơi bơi. à, chân của nhện nước cũng nhọn nhọn. nhện nước ơi, các cậu có biết ngài thánh ếch không? cái gì cơ? cái đó bọn tứ không biết không biết không biết đâu. mười chú ếch đi tới cánh đồng, tơ nhện dâu bọ ngựa, dây cỏ leo, có rất nhiều thứ mảnh nhọn nhọn giống như vật đó nhưng chẳng cái gì là đầu mối để tìm ra ngài thánh ếch cả. ốp ốp vẫn chưa tìm thấy ngài thánh ếch không biết có kịp cho ngày hội không nữa tất cả đều chán nản mệt mỏi thế nhưng ếch vui nhộn lại không bỏ cuộc ốp ốp mọi người phấn chấn lên nào ốp ốp hay là cùng hát lên nhé. ốố ôp, 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 ôp phấn chấn lên không được chán nản mệt mỏi hãy nhảy lên ốp ố ố ốp phấn chấn lên dùng sức mạnh của ếch để đi để đi và để nhảy mọi người cùng nhau hát và cảm thấy phấn chấn hẳn lên lúc đó từ trong ngôi nhà dưới lùm cây cũng có tiếng hát kỳ lạ Sao mà vàng lấp lánh đẹp thế này? Sao mà vàng lấp lánh tuyệt vời thế này? Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh. Á, à, chính là ngày thánh ếch đấy. Trong nhà một con chuột nâu béo ú đang vui vẻ hát. Ôp, ôp, ôp. Nhìn cái nhọn nhọn kia xem kìa. Không sai rồi, hắn chính là thủ phạm. Sao, sao mà cái mặt hắn đáng sợ thế? Lão chuột hát chán nên mệt, gà gật gà gật rồi ngủ say ốp ốp cơ hội đến rồi lấy lại ngài thánh ếch thôi khẽ thôi khẽ thôi cẩn thận khi nâng ngài thánh ếch lên thì mọi người láo đào trượt ngã và dâm úi cha chuyện gì thế lão trượt giật mình mở choáng mắt đợi đấy quân kể cắp của báo đó là của tao tao tìm thấy khi đi dạo buổi sáng đấy không phải, không phải, không phải. Đây là ngày thánh ếch của đền ếch ộp đấy. Chúng tôi xin ông đấy, xin ông đấy hãy trả lại cho chúng tôi. Nếu không có ngày thánh ếch, lễ hội mùa thu của chúng tôi không thể tiến hành. Chít chít, lễ hội mùa thu là cái gì? Là rước kiệu rồi đi 1212, là có những cửa tiệm bóng bay, kẹo bông rất vui. Ông chuột, chúng tôi sẽ mời ông, xin ông hãy trả lại ngày thánh ếch cho chúng tôi. Được mời đến lễ hội, chuột ta rất sung sướng, liền trả lại Ngài Thánh Ếch cho các chú Ếch. Ốp ốp ộp ốp may quá, may quá nhỉ. Mười chú Ếch mang Ngài Thánh Ếch trở về đâm quả bầu, chuột ta cũng háo hức đi theo. 1, 2, 1, 2, ộp, 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 1, 2, 1, 2, ộp, 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 đám rước kiệu diễu hành huyên náo vui vẻ, các cửa tiệm mở thành hang dài, lễ hội mùa thu của đầm quả bầu cực vui. Xin mời các bé cùng đến chơi nhé! Chuyện về 10 chú ếch đến đây là kết thúc rồi. Các bé nhớ đăng ký kênh để đón nghe nhiều câu chuyện thú vị khác nhé!